non bồng ngọ. Ông nghe ngồi giá ngự, ông ngự về đồng, ông lại giữ hội tổ tô. Màn hoa chắn như gió đông nồm, hiên rồng bóng bóng quê chiều hôm mông bánh. Sập công đồng các ghế dài chiếu long lần. Hương sông nghi gấm mi vóc áo quần nề ra tay châu báu xòe kim ngân ra đánh kinh có tứ thập hồng bạch tình chi chi tôm heo bạch thủ ra đi bị tứ xuyên lục nghìn nước họ hoang cùng ủ chi hai leo tám đỏ có thêm cửa chi các cô tiên nàng mừng sơ họ xeo hồi sau lại tốc bạch đình đình có chỉ có thôm dịch nghề ba xuống sáu kèo trong xuyên biển to nhất làng hoàng bảy ô chi thập mì hồng bạch bạch định cường tam phạt tam sách cho vào bí tôm nhắn ai ông bày nhắn ai lên đi chợ cầu nôm hỏi thăm mấy anh cửu phạt chiều hôm đang đứng chờ chạy lưng lờ có chàng mũ sách đứng chờ một khi cuộc cờ xóa xóa bầy bầy ván đi bài tam khúc xưa ngày thật tức ngỡ cười được thua phán kết mà thôi khi suy tương sĩ thì cũng đi đời nhà khi bình địa lúc lại phong ba nhiều trung sư tốt ấy mấy là tài mà tiến ra xa
tây xa ban đi tiên trải chiếu sập hoa ngày tức phân ban tà cứu hồ lì ngừ vui ông về đánh xong tiễn mà bốn ma để các kế xôn dòng nghi đĩa rào rào ông ngơ bầy bàn chăn có ghế nào dám vào ăn họ trần may ra là người có phúc là có phần mở ra giấc được mười phân cho về cho thắng hoài như không trần gian đi khát đi nước tứ tung ngầm dù nhau chẳng lẻ vòng trong vòng ngoài vận đen đỏ thiệt là hơn nó thế nào mà bỗng cơn đen như gió thổi ao năm cánh quan hoàng bày chút hết cả kho vào kho chân ghế ông đã được sắc phong quyền cai tam phủ công đồng quyền hoàng cai quản các chi thành đồng bốn phủ khi nhàn hạ bàn đèn điêu thuốc chén rượu quỳnh càng chuốc càng say trà sen trà bàn thơm say cổ lòng tiên tiểu chứ với đây mà đầy sáng ra đứng màu tiên côn nàng cả quạt nhị nước phá trà tàu sơn ni âm cửa ý ông bấy gật gật đầu bác khen móc móc tiệm mấy nàng vàng
nàng ta thì vào rừng đi hộp thuốc ngang thế vừa ý ông bầy hoàng run sướt lưng. Đốt đỉnh nhang trầm tiến cô nàng tử, cô đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô tứ khêu tỏ tay ông bầy cầm ma móc tha tiền. Gầy bốn năm cũng nghe non nữ hà. Dân chiếc lược ngà tiến cô nàng tám, cô dân chiếc lược ngà đôi tay cô trải chuốt xào thật là ma khéo thay. Tay tiên cô nàng chín yêu yêu ai tay ngày ngày cô chín dân một đôi giày ông mua lượt bài bóng tiên cô nàng người có lượt bài bóng cánh nghe ba giờ tí cầm đèn lồng cô bước tiết cô mười một nhịp quạt nhì nước pha trà ấm tiên bình ngọc đôi tay ngả dâng lên trải chiếu chia bài con cô mười hai trải chiếu chia bài hoàng gia ngự thì nào có ai dám sánh nhau cô mán hội đồng lệnh hoàng sai thủ mán hội đồng cùng anh đón rước ông lệnh hoàng đế bảo